xin hân hoan chào đón tất cả các bác đang xem video trên kênh điện tử Phạm Quyết Audio Lý Nhân Hà Nam. Và lời đầu tiên thì xin chúc các bác sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và thể theo yêu cầu của một số bác thì hôm nay trung tâm kết ghép nên một trong những cấu hình gồm là 5-6 dòng sản phẩm, 7 dòng sản phẩm các nhá. 7 dòng sản phẩm chỉ có giá là 24.900.000, giá đa bên ship toàn quốc. Và các bác nào ở bán kính 100 km cách Hà Nam thì trung tâm sẽ đến tận nhà để lắp đặt cho các bác. Và hôm nay thì là một trong những buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023. Thì với một không gian trước mặt các bác rất phù hợp với không gian phòng khách, rơi tầm khoảng độ 30 đến 40 mét vuông. Và bây giờ xin mời các bác đi vào chi tiết từng dòng sản phẩm các bác nhé. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy hai kênh, hàng chính hãng của thương hiệu CAVS với mã là DF2600 và với tổng là hai kênh thì đạt là 600W trên một kênh. Tổng hai kênh là 1200W. Dòng này thì các bác có thể chơi được một cặp full 40 nha các bác nhá. Đấy, dòng sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ chính hãng của TG Aquatic với model là T6 Limit. Hỗ trợ đồng cổng quang, vắt sóng Bluetooth và đặc biệt echo thì rất ngọt ngào, chống hú thì cực tốt luôn các bác nhá. Sản phẩm thứ ba là một em nâng tiếng của TG Aquatic với mã là CP900 Premium. Dòng này thì nó cũng có đường cổng quang này, vắt sóng Bluetooth và đặc biệt là nâng những tiếng hát cũng như tiếng nhạc được hay hơn, được âm sắc hơn và đặc biệt là nó có nút chỉnh súp ở đây các bác nhá. Súp điện, các bác có thể xúc điện, xúc hơi thì điều chỉnh ở đây hết. Các bác đưa ra những tiếng bass đánh cực kỳ là uy lực. Đấy, nó đưa qua dòng nước tiếng này thì rất là hay. Dòng sản phẩm thứ tư không thể thiếu được thì đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu chính hãng CAVS với mã là T4i các bác nhá. Dòng này thì trung tâm đang bán với giá là hơn 2 triệu. Và với một trong những câu hình thì luôn được bảo hành, hãng bảo hành 1 năm, lỗi thì xin đổi mới trong vòng 3 tháng đầu, cho nên các bác cứ an tâm sử dụng. Dòng sản phẩm thứ 5 đó là một em súp đến từ thương hiệu JB với bass 40, súp hầm và chạy bởi 4 sò sa kem, đưa ra những tiếng bass đánh cực kỳ sâu, đánh khỏe. Dòng sản phẩm thứ 6 đó là một cặp loa hàng chính hãng của CAVS với mã là P12 và phải nói là dòng này thì nó đưa ra chất âm rất hay, sử dụng bass 30 và chạy bằng chép kèn. Đấy là CAVS các bác nhá. Đấy, của Mỹ, thương hiệu Mỹ. Đấy, sơn phải nói là cao cấp luôn các bác nhìn này, sơn cao cấp từng con ốc luôn. Đấy, đưa ra chất âm rất là tuyệt vời để các bác hát ok. Và sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 7 đó là một cặp chân kê loa bằng gỗ cao cấp. Đấy, nếu kê được trong phòng của gia đình nhà các bác thì với bộ này thì nó quá là đẹp luôn, nó hoành tráng. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với chỉ có giá là 24.900.000, giá đa bao siêu toàn quốc thì alo cho bên Phạm Quyết Audio với số điện thoại trên biển các bác nhé. Và bây giờ thì đến phần test nhạc, trung tâm sẽ mở nhạc để các bác nghe đánh giá chất âm. Thì các bác có tai phone hãy đeo tai phone vào để đánh giá cũng như nghe sẽ hay hơn. Và tiếp tục là một bản nhạc nữa các bác nhé.
gần nhau làm cả đôi bé bà. Không muốn nhìn mà cứ quay đi, hai đứa giận đốt hết thứ tình khi đã chẳng hợp duyên hợp tình. Một đứa hay buồn hay dối thôi, lại thêm một hôm nào em đến chơi mà em quên tiếng cười nặng nặng im không nói. Các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.